Chào mừng các bạn đến với phần mềm Ladiflow, nền tảng tương tác với khách hàng dựa trên hệ thống phân luồng tự động. Với nền tảng Ladiflow, các doanh nghiệp hoàn toàn có thể tương tác với khách hàng đa kênh hoàn toàn tự động trên các kênh như Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, email, SMS, Zalo hay Web Notification. Ở thời điểm hiện tại, tại cái thời điểm mà các bạn đang xem video này, thì Ladiflow chỉ sử dụng cho các khách hàng của Ladipay. Các khách hàng có tài khoản Ladipay từ Pro trở lên hoàn toàn có quyền sử dụng phần mềm Ladiflow. Với phần mềm Ladiflow, chúng ta hoàn toàn có thể được thiết kế các kịch bản đa kênh và các kịch bản này có thể được sử dụng để tương tác với khách hàng dựa trên những nhóm khách hàng được phân loại trên các function mà Ladiflow đang có sẵn. Vậy thì Ladiflow có những chức năng gì và có thể giúp doanh nghiệp ra sao? Thì trong cái phần video này tôi sẽ giới thiệu qua về các tính năng cũng như là cái sơ đồ liên kết giữa các tính năng của Ladiflow. Đầu tiên ấy thì cái tính năng đầu tiên của Ladiflow đó là tính năng audience, tức là tính năng cho phép các doanh nghiệp quản lý các khách hàng của mình, các thông tin liên hệ khách hàng của mình. Trong cái chức năng audience này, có doanh nghiệp hoàn toàn có thể import hoặc export một cái tệp khách hàng cụ thể nào đó, có thể thêm mới một khách hàng, có thể gắn tag hay gọi là gắn nhãn để mà có thể lọc nhanh các khách hàng dựa trên những cái điều kiện, dựa trên những cái đầu vào cụ thể, có thể tạo ra các segment gọi là phân đoạn để phân loại cái nhóm khách hàng. Nhóm tính năng thứ hai đó là tính năng flow. Với tính năng flow này thì flow tức là một cái chuỗi kịch bản, một cái chuỗi kịch bản với những cái tin nhắn được ghép lại với nhau dựa trên các điều kiện cụ thể thông qua các bước. Với tính năng flow ấy, thì các doanh nghiệp hoàn toàn có thể tạo ra các flow cho một kênh với một tin nhắn, hoặc có thể tạo ra các flow cho một kênh với nhiều tin nhắn khác nhau, hoặc có thể tạo ra các flow với nhiều kênh, nhiều tin nhắn cùng một lúc. Nhóm tính năng thứ ba được gọi là trigger. Trigger tức là chỉnh kích hoạt. Với trigger ấy thì các doanh nghiệp hoàn toàn có thể sử dụng trigger để thêm một cái contact nào đó vào một cái tệp audience. Ví dụ như là từ landing page với một cái form, từ Facebook chat, từ Facebook fanpage với các YZ plugin, hoặc là thông qua các đường link m.me có gắn mã rep. Nếu như mà các anh chị nào hay các doanh nghiệp nào đã quen thuộc với việc sử dụng chatbot thì chắc là cái tính năng này nó không có mới mẻ gì. Trong trigger hoàn toàn có thể sử dụng một cái trigger để có kích hoạt một cái automation flow mà chúng ta đã tạo. Cái flow đó chúng ta hoàn toàn có thể kích hoạt một cái flow N kênh với N tin nhắn. Rồi thì với trigger chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng trigger để mà gắn tag hoặc là xóa tag cho một hoặc nhiều contact. Có thể sử dụng trigger để cập nhật một trường thông tin hoặc nhiều trường thông tin của một contact nào đó. Có thể sử dụng trigger để mà thêm một hoặc nhiều contact vào để nhận một cái kịch bản tin nhắn tự động được gọi là sequence. Chúng ta chuyển sang cái nhóm chức năng thứ tư, đó là nhóm chức năng sequence. Với sequence chúng ta có thể được thêm, sửa, xóa một chuỗi các tin nhắn theo kịch bản. Nhóm chức năng thứ năm đó là broadcast. Với tính năng broadcast ấy, thì các doanh nghiệp có thể sử dụng tính năng này để gửi một flow tin nhắn đến một cái segment cụ thể nào đó. Ngoài ra trong Ladiflow ấy, thì có hai cái menu chức năng gọi là tích hợp và cài đặt. Với menu chức năng tích hợp, chúng ta có thể sử dụng để tích hợp một hoặc nhiều fanpage hoặc là Facebook page vào Ladiflow. Có thể sử dụng để tích hợp một hoặc nhiều Zalo official account vào Ladiflow. Có thể tích hợp một hoặc nhiều SMTP để sử dụng để gửi email vào Ladiflow. Có thể tích hợp một hoặc nhiều SMS brand name platform vào Ladiflow. Nhóm menu cài đặt. Khi chúng ta sử dụng chức năng menu cài đặt ấy, thì chúng ta có thể là cài đặt mỗi giờ. Cái này rất quan trọng trong cái việc đặt lịch gửi tin nhắn hoặc là gửi email cho khách hàng.
chúng ta có thể quản lý thêm, bớt, sửa, xóa các trường thông tin tùy chỉnh của một khách hàng. Nó tùy thuộc vào từng doanh nghiệp, tùy thuộc vào từng từng chiến dịch mà chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ lấy những cái thông tin tùy chỉnh nào đó của khách hàng. Ngoài những thông tin cơ bản, ví dụ như là email, tên, số điện thoại hay là tỉnh, thành phố, vị trí, các vị thông tin liên quan đến location của khách hàng. Chúng ta có thể quản lý hoặc theo dõi lịch sử sử dụng API credit của tài khoản. Thì trong LadiFlow ấy, thì với mỗi một tin nhắn chúng ta gửi đi, tin nhắn đó nó có thể là email, có thể là Facebook Messenger, có thể là Zalo, hoặc có thể là SMS, thì LadiFlow sẽ sử dụng API credit để có thể là gì ạ? Để có thể gửi các tin nhắn đấy đến với lại là khách hàng của mình. Thì đó là cái giới thiệu tổng quan về LadiFlow Future Mapping, để chúng ta thấy rằng là cái việc có bao nhiêu chức năng và cái liên kết nó như thế nào. Chúng ta có thể rồi, để sử dụng LadiFlow ấy, chúng ta sẽ tiến hành là như ban đầu có chia sẻ với quý vị, đó là chúng ta sẽ cần phải có một tài khoản LadiPay Pro. Với LadiPay Pro thì khi chúng ta có LadiPay Pro thì chúng ta có thể sử dụng LadiPay Builder để chúng ta thiết kế các landing page, và chúng ta cũng có thể sử dụng tài khoản đó để chúng ta đăng nhập vào nền tảng LadiFlow. Thì sau khi mà đăng nhập vào nền tảng LadiFlow xong, chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ được đưa vào màn hình tổng quan, gọi là màn hình dashboard. Ở màn hình này chúng ta sẽ thấy được là các biểu đồ khác nhau. Chúng ta thấy rằng biểu đồ thể hiện rằng là cái số lượt đăng ký của khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng và được đưa vào nền tảng LadiFlow theo từng ngày, và chúng ta có thể lọc theo các giai đoạn khác nhau. Tiếp theo nữa là chúng ta có phần tổng quan, là chúng ta sẽ biết được là trong cái nền tảng LadiFlow này chúng ta đang chạy bao nhiêu flow, chúng ta đang sử dụng bao nhiêu trigger, chúng ta đang bắn bao nhiêu cái podcast, và chúng ta có bao nhiêu sequence, bao nhiêu kịch bản. Chúng ta cũng biết được là cái thông tin nhân khẩu học của khách hàng chúng ta bao gồm là ngôn ngữ chính là họ sử dụng ngôn ngữ gì này, rồi thì giới tính là họ là nam hay là nữ bao nhiêu phần trăm này, và chúng ta cũng thấy rằng là có cái phần lịch sử chỉnh sửa các flow để chúng ta biết được là trong thời gian gần đây những người sử dụng nền tảng LadiFlow của chúng ta ấy, họ đã chỉnh sửa những cái flow nào, và thời gian cụ thể ra sao, ai là người tạo, ai là người chỉnh sửa và số lần chạy ra sao. Thì như lúc nãy có chia sẻ với quý vị về cái LadiFlow Future Mapping, chúng ta thấy rằng có những cái chức năng như Audience, Flow, Trigger, Broadcast, Sequence, Tích hợp và cài đặt. Đó, chúng ta thấy rằng là ở cái phần menu Audience chúng ta có thể quản lý được tất cả những cái khách hàng của chúng ta. Các khách hàng đó được phân loại dựa trên các segment và các thẻ tag, thẻ nhãn, gọi là thẻ gắn nhãn khách hàng. Chúng ta có menu flow, là menu flow ở chúng ta biết được là có bao nhiêu flow đang chạy, chúng ta đang có bao nhiêu flow đó, và những flow đấy như thế nào, đã xuất bản hay chưa, đang ở trạng thái bản nháp hay là đã xuất bản. Chúng ta có menu trigger, thì với menu trigger này chúng ta sẽ có thể là chúng ta quản lý được hiện tại có bao nhiêu cái trình kích hoạt, bao nhiêu trình kích hoạt các kịch bản cũng như các flow khác nhau. Đó, và ở đây chúng ta có thể là tạo ra các trigger, và chúng ta đồng thời chúng ta cũng biết được là cái các chỉ số của từng trigger đấy ra sao. Chúng ta có menu broadcast để chúng ta biết được là chúng ta đã chạy bao nhiêu broadcast và cái trạng thái của broadcast đấy ra sao. Ví dụ như là broadcast này chúng ta đã gửi 444 người, đã nhận là 414 người, đã xem là 29 người, số người kích vào link trong email là 6 người. Đó. Rồi thì chúng ta có sequence, chúng ta có kịch bản khác nhau. Ví dụ như chúng ta có những cái kịch bản liên quan, ví dụ như là có một cái danh sách, một kịch bản theo một cái lịch trình. Tức là kịch bản đấy là nó dựa trên các lịch trình, một cái kịch bản có sẵn như vậy. Chúng ta có menu tích hợp, chúng ta có thể thấy rằng tích hợp được bao nhiêu MTP, cũng như là bao nhiêu Zalo official account, tích hợp bao nhiêu fanpage, bao nhiêu tài khoản SMS, vân vân. Chúng ta có thể thấy rằng tích hợp rất là nhiều. Ở thời điểm hiện tại bây giờ, LadiFlow không có giới hạn số lượng tài khoản tích hợp ở đây. Menu cài đặt thì chúng ta thấy rằng là có phần cài đặt liên quan đến tên store, dùng mũi giờ, rồi thì ngôn ngữ chúng ta sử dụng là ngôn ngữ chính là gì, trường tùy chỉnh, chúng ta có bao nhiêu trường tùy chỉnh thông tin. Rồi thì tích hợp API, chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có được cái thông số API để chúng ta tích hợp với các nền tảng khác. Và chúng ta cũng quản lý được danh sách các giao dịch.
Đó, chúng ta quản lý được các danh sách giao dịch và số lượng credit đã bị trừ, cái phí giao dịch của mỗi cái này bao nhiêu, trạng thái ra sao. Đó, chúng ta hoàn toàn có thể tổng hợp được từng giao dịch và xem được các giao dịch trong từng ngày, ví dụ trong hôm nay là bao nhiêu, hôm qua chúng ta giao dịch như thế nào. Đó, trong 7 ngày trước chúng ta đã tiêu mất bao nhiêu credit, chúng ta hoàn toàn có thể được kiểm tra được tất cả những giao dịch ở đây. Đó là tổng quan về nền tảng Ladiflow. Đó, ở những video tiếp theo quý vị sẽ được biết cách thao tác với lại là từng chức năng, cũng như là cách sử dụng nền tảng Ladiflow sao cho nó hiệu quả nhất đối với doanh nghiệp của mình. Cảm ơn quý vị vì đã tin tưởng và sử dụng nền tảng Ladiflow.